Rất vui được gặp lại các bạn khán giả của Bí quyết thành công trong khung giờ quen thuộc hàng ngày. Các bạn thân mến, nhắc đến những doanh nhân, nhà đầu tư, diễn giả bậc thầy của Mỹ, không thể không nhắc tới Robert Kiyosaki. Bởi cuộc đời sự nghiệp của ông là một bài học, một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ soi vào và biến nó thành động lực để phấn đấu. Robert Kiyosaki Toru là một nhà đầu tư, người kinh doanh người Mỹ. Ông chuyên viết sách về tăng trưởng con người, diễn giả tạo động lực và cũng là nhà phản hồi kinh tế tài chính. Trong cuốn sách về làm giàu nổi tiếng ở Việt Nam có tên Cha giàu cha nghèo của mình, Robert Kiyosaki Toru đã san sẻ tư tưởng và những bài học kinh nghiệm làm giàu của người giàu. Đúc rút từ đó là 8 bài học mà bất kỳ ai cũng cần ghi nhớ. Hãy cùng Bí quyết thành công tìm hiểu về 8 bài làm giàu quý báu này của Robert Kiyosaki ngay bây giờ nhé! Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu về cuộc đời của tấm gương làm giàu Robert Toru Kiyosaki. Robert Toru Kiyosaki sinh năm 1947 ở Hawaii, thuộc thế hệ người Mỹ gốc Nhật thứ tư, tốt nghiệp học viện nói trên vào năm 1969. Kiyosaki xin gia nhập lực lượng hải quân. Năm 1974, Kiyosaki rời quân ngũ và vào làm việc cho Xerox với vai trò là một nhân viên bán hàng. Năm 1977, Kiyosaki cảm thấy hứng thú với triển vọng kinh doanh một loại ví bằng ni lông kiểu Velcro. Kiyosaki đã nhập mặt hàng này từ nước ngoài. Công ty đạt được thành công khiêm tốn ban đầu, nhưng rồi cũng bị phá sản. Đầu thập niên 1980, Kiyosaki thành lập công ty thứ hai, chuyên sản xuất t-shirt cho các ban nhạc rock nặng. Nhưng không may là công ty này còn kém thành công hơn công ty đầu, nhanh chóng bị phá sản. Trong 9 năm tiếp theo, Kiyosaki đi vòng quanh thế giới để dạy cho các sinh viên về các chiến lược tài chính. Trong thời gian đó, ông đầu tư vào bất động sản và nhờ số tiền lời có được từ những khoản đầu tư này, Kiyosaki có thể nghỉ hưu ở tuổi 47. Robert Kiyosaki Toru có hai người cha, một người cha ruột và một người là cha nuôi. Cha nuôi của ông là cha của Mike, một người bạn thân của ông. Người cha ruột vốn là người học giỏi và có bằng tiến sĩ, luôn khuyên nhủ tác giả cố gắng học giỏi, lấy bằng về luật, kế toán hay thạc sĩ quản trị kinh doanh để có thể kiếm công việc tốt, lương cao. Người cha nuôi vốn chưa học xong lớp 8, khuyến khích tác giả học để thông minh hơn về tài chính, biết cách vận hành của tiền bạc, để biết cách bắt tiền bạc làm việc cho mình và để trở nên giàu có. Kiyosaki gọi người cha ruột là cha nghèo, cha nuôi là cha giàu. Vào năm 9 tuổi, tác giả đã quyết định học về tiền bạc, học làm giàu từ những cách người cha giàu đã làm. Và đây là 8 bài học mà ông đã rút ra được từ quá trình này. Bài học thứ nhất, người giàu không làm việc để kiếm tiền, họ bắt tiền làm việc cho họ. Người cha giàu nhận dạy Kiyosaki làm giàu bằng cách thuê tác giả làm việc vào các chiều thứ bảy với giá 10 xu một giờ, một mức giá khá thấp vào năm 1956. Sau một thời gian làm việc cực nhọc, Kiyosaki đã gặp cha giàu để đòi tăng lương. Sự ấm ức của Kiyosaki vì cho rằng bị trả mức lương thấp được cha giàu ví như những cú xô đẩy của cuộc đời. Theo cha giàu thì cuộc đời luôn xô đẩy chúng ta. Một số người sẽ bỏ cuộc, một số sẽ chiến đấu lại sự xô đẩy đó bằng cách gây chiến với ông chủ, với công việc hay thậm chí với vợ chồng mình. Chỉ một số rút ra những bài học từ cuộc đời và tiếp tục tiến về phía trước. Tiếp đó, cha giàu dạy cho Kiyosaki bài học về người nghèo và tiền. Người nghèo suốt đời làm việc vì tiền bạc mà không biết rõ mình làm việc vì mục đích gì. Và khi người nghèo kiếm ra nhiều tiền thì họ lại mắc nợ nhiều hơn. Cứ thế vòng luẩn quẩn buộc chặt thời gian và tâm trí của người nghèo. Ngược lại, người giàu không làm việc để kiếm tiền mà bắt tiền làm việc cho mình. Bài học thứ hai, người giàu nhất định phải trau dồi kiến thức về tài chính. Quy tắc cần nhớ về tài chính của người giàu là chỉ mua tài sản chứ không mua tiêu sản. Tài sản được cha giàu định nghĩa là những thứ tạo ra tiền cho mình. Tiêu sản là những thứ lấy tiền của mình. Ví dụ, một cái nhà được mua để kinh doanh cho thuê thì nó là tài sản. Cũng cái nhà đó nếu mua để ở thì nó là tiêu sản. Vì người mua phải trả tiền lần đầu và trả góp nhiều lần sau. Người giàu hầu như không có thu nhập từ lương. Thay vào đó, họ có nguồn thu nhập từ các tài sản mà họ đã đầu tư. Lợi nhuận từ kinh doanh, tiền cho thuê, cổ tức, trái tức, tiền lãi từ việc bán lại tài sản. Tổng các khoản thu nhập này cao hơn nhiều so với chi phí của họ. Số tiền chênh lệch họ lại đầu tư vào tài sản. Những tài sản mới đầu tư lại tiếp tục tạo ra tiền cho họ. Và cứ thế, tài sản của họ được sinh sôi nảy nở. Người giàu chỉ mua tiêu sản, những đồ vật xa xỉ sau cùng khi dòng tiền của họ đã phát triển, khi họ đã cảm thấy mình đủ giàu và có quyền hưởng thụ. Tuy vậy, số tiền mà họ bỏ ra để mua tiêu sản, những phần thưởng cho thành quả chiếm phần rất nhỏ so với số tiền họ đầu tư vào tài sản. Bài học thứ ba, người giàu quan tâm đến việc kinh doanh của chính mình.
nhiều người nhầm lẫn giữa nghề nghiệp chuyên môn và việc kinh doanh. Ray Kroc, chủ nhà hàng McDonald's, đã phân biệt rất rõ bán nhượng quyền kinh doanh hamburger chỉ là công việc chuyên môn của ông, còn việc kinh doanh chính của ông là bất động sản. Những địa điểm được ông chọn để mở cửa hàng McDonald's luôn là những chỗ đắc địa và có giá tăng lên theo thời gian. Người nghèo và trung lưu thật ra là đang làm công việc chuyên môn, chứ không phải làm kinh doanh. Thực sự thì họ đang làm chuyên môn cho công việc kinh doanh của những ông chủ và góp phần làm cho ông chủ giàu lên. Bài học thứ ba của cha giàu, người giàu phải quan tâm đến việc kinh doanh của chính mình, tức là phải xây dựng và luôn giữ cho cột tài sản vững chắc. Bất cứ một đồng nào được đưa vào tài sản đều phải trở thành một nhân công làm việc cho người giàu. Bài học thứ tư, người giàu thông minh về tài chính và thành lập công ty. Người giàu không cần phải học quá cao, nhưng cần thông minh về tài chính, hiểu rõ 4 lĩnh vực sau. Sự hiểu biết về kế toán tài chính, đó là khả năng đọc và hiểu những báo cáo tài chính. Khả năng này giúp người giàu nhận biết mặt mạnh, mặt yếu của bất kỳ công ty nào sau khi đọc báo cáo tài chính của họ. Nắm vững các chiến lược đầu tư, đó là khả năng chọn tài sản có khả năng sinh lợi, ra những quyết định đầu tư khôn ngoan. Hiểu rõ về thị trường, về tiếp thị. Người giàu nắm rõ quy luật cung và cầu để nhận diện các cơ hội kinh doanh. Người giàu cần nắm vững kỹ năng về tiếp thị và bán hàng. Hiểu biết luật pháp, người giàu thành lập công ty nhằm đạt những thuận lợi về thuế và bảo vệ tài sản của mình. Người nghèo và trung lưu kiếm tiền, trả thuế rồi mới được dùng tiền. Người giàu sở hữu công ty thì kiếm tiền, dùng rồi mới trả thuế. Bài học thứ 5, người giàu luôn tìm cách tạo ra tiền. Mọi người đều có những tài năng bẩm sinh. Tuy vậy, rất nhiều người đã không phát huy được tài năng đó bởi vì sự thiếu tự tin vào bản thân và sự sợ hãi. Người thành công là người không sợ hãi sự thất bại và luôn chủ động tạo ra may mắn cho mình, chứ không thụ động ngồi chờ cơ hội. Tương tự như vậy, với trí thông minh tài chính, với tinh thần không sợ thất bại, người giàu chủ động tìm cách tạo ra tiền cho mình. Có hai dạng đầu tư để tạo ra tiền. Dạng thứ nhất là mua sản phẩm đầu tư trọn gói từ công ty trung gian, chẳng hạn như công ty bất động sản, công ty môi giới chứng khoán. Dạng thứ hai là mua từng phần và tự ráp lại. Đây là dạng của nhà đầu tư chuyên nghiệp. Để có thể trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, người giàu cần phát triển 3 kỹ năng sau đây. Tìm ra cơ hội mà người khác không nhìn thấy. Ví dụ, một cái nhà ọt ẹp, cũ kỹ, không được người bình thường chú ý. Nhưng bạn của tác giả đã nhìn thấy đây là một cơ hội đầu tư tốt vì ngôi nhà cũ này ở trên một miếng đất lớn. Sau khi mua, người này phá sập ngôi nhà và chia đất thành nhiều lô nhỏ để bán và kiếm được lời. Dùng tiền từ người khác để kinh doanh. Tác giả tìm ra một căn hộ giá khá tốt. Tác giả đặt cọc 1 trên 10 giá mua và hẹn sẽ trả trong vòng 3 tháng. Chỉ trong vòng 3 ngày, tác giả đã bán lại căn nhà này và kiếm được lợi nhuận lớn trên số vốn nhỏ mà tác giả đã bỏ ra đặt cọc. Chỉ tuyển dụng, làm việc với người thông minh. Người giàu không phải người thông minh tuyệt đỉnh. Người giàu trở nên thông minh hơn vì tuyển dụng và làm việc với những người thông minh hơn mình. Bài học thứ 6, người giàu làm việc để học chứ không làm việc để kiếm tiền. Những người bình thường dựa vào chuyên môn nghề nghiệp và làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và thăng tiến trong công việc. Những công việc mà họ tự hào thật ra chỉ đủ giúp họ khỏi phá sản, nhưng sẽ giữ họ trong vòng luẩn quẩn và họ sẽ không bao giờ giàu nếu cứ tiếp tục bám lấy những công việc ổn định đó của mình. Người giàu nếu phải làm việc, họ sẽ không làm việc để kiếm tiền, mà họ sẽ nhắm đến những công việc giúp họ học hỏi những kỹ năng cơ bản của thông minh tài chính, kế toán đầu tư, tiếp thị và những hiểu biết về luật kinh doanh, đầu tư cũng như những kỹ năng quản lý tài chính để thành công, quản lý vòng quay tiền mặt, quản lý hệ thống, quản lý nhân sự. Bài học thứ 7, người giàu biết vượt qua những chướng ngại vật. Có nhiều người thông minh về tài chính nhưng vẫn không thể làm giàu và vẫn kẹt trong vòng luẩn quẩn của người làm thuê. Đó là bởi vì họ không vượt qua được 5 cản trở sau. Lo sợ bị mất tiền. Nỗi lo sợ bị mất tiền là nỗi lo sợ có thật và hiện hữu trong mỗi chúng ta. Những người quá lo sợ mất tiền chọn việc đi làm thuê để suốt đời kẹt trong vòng luẩn quẩn. Sự hoài nghi. Mỗi chúng ta đều có một chú gà con, hoài nghi và sợ hãi trong tâm hồn. Chúng kêu lên thảng thốt, trời sắp sập mỗi khi chúng ta muốn làm một điều gì đó mới, có tính bứt phá. Cha giàu dạy, hãy ráng con gà con ấy như ông Sander đã làm. Ở tuổi 66, ông Sander đã đi chào bán món gà ráng của mình và bị từ chối 1.009 lần cho đến khi ông thành công và trở thành triệu phú. Sự lười biếng. Sự lười biếng ngự trị trong mỗi con người chúng ta. Để chữa bệnh lười biếng trong việc làm giàu, chúng ta cần có một chút lòng tham. Ít lòng tham thì không đủ để chúng ta hành động. Lòng tham quá cao cũng không tốt. Thói quen. Những thói quen chứ không phải giáo dục quyết định cuộc sống của chúng ta. Người giàu cần phải có những thói quen của người giàu. Thói quen quan trọng của người giàu là trả cho mình đầu tiên, sau đó mới trả cho những người khác. Nhờ áp lực của những chủ nợ, người giàu phải tìm cách kiếm tiền trả cho họ.
tính kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo và tự cho mình biết hết mọi thứ đã làm cho nhiều người mất đi những cơ hội làm giàu. Bài học thứ 8, hãy khởi đầu bằng 10 bước. Bước 1, hãy xác định một mục tiêu lớn hơn thực tế để giúp mình luôn vượt qua khó khăn và đạt mục tiêu của mình. Bước 2, hãy lựa chọn được giàu có vào mỗi ngày, hãy đầu tư vào việc học trước khi bắt đầu làm giàu. Bước 3, luôn giao tiếp và học hỏi, chọn bạn cẩn thận. Bước 4, nắm vững một công thức trước khi học công thức khác. Bước 5, hãy trả cho bản thân mình đầu tiên. Trong trường hợp bị áp lực về tài chính, hãy cố gắng tìm cách làm ra tiền mới để trả nợ, không bao giờ đụng đến tài sản. Bước 6, chỉ sử dụng những người môi giới giỏi và trả cho họ xứng đáng. Bước 7, luôn quan tâm đến tiền lời từ đầu tư, ROI và những kết quả khác. Bước 8, luôn nhớ tài sản sẽ giúp chúng ta mua được những vật dụng, đồ dùng cao cấp, hãy mua tài sản trước. Bước 9, khi làm việc gì, hãy tưởng tượng những anh hùng của lĩnh vực đó. Khi ấy, chúng ta sẽ được truyền cảm hứng và cũng thấy công việc trở nên dễ hơn. Bước 10, hãy dạy cho người khác và chúng ta cũng sẽ được học. Hãy cho và chúng ta sẽ được nhận lại. Quý vị thân mến, cách suy nghĩ về đồng tiền sẽ quyết định khả năng kiếm tiền của bạn. Bạn chỉ thực sự giàu có khi hiểu rõ về đồng tiền và có thể bắt đồng tiền phục vụ cho mình. Và bạn có thể làm điều đó cùng 8 bài học làm giàu này của Kiyosaki ngay hôm nay. Tại sao lại không bắt tay vào hiện thực hóa ước mơ làm giàu của mình ngay hôm nay? Tới đây, chương trình của Bí quyết thành công cũng đã tới hồi kết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí quyết thành công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí quyết thành công chia sẻ, hãy đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích hơn nữa. Và nếu bạn muốn Bí quyết thành công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý ở phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.